đắm say dòng tham ấy là căn nguyên sinh tử luân hồi. Muốn lên bờ tịch xứ ba chánh đạo đi từng bước hành thơ, lạy đấng minh hạnh túc. Chương trình thảo luận Phật pháp xin kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý học viên của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục với chương trình 30 phút thảo luận Phật pháp. Hy vọng là quý học viên đã đọc kỹ bản kinh văn mà Viện Phật học đã gửi ra cho quý vị để chúng ta cùng nhau bàn thảo về nội dung và ý nghĩa của bản kinh văn này, rồi sau đó chúng ta áp dụng vào cuộc sống tu tập của mỗi người. Trước khi đi vào phần thảo luận, Quang Viên xin phép được tóm tắt sơ lược nội dung của bài kinh văn. Bài kinh này nằm trong phẩm Mukkalida chương 2, kinh Phật tự thuyết của tiểu bộ kinh. Thì bài kinh này nói về lúc Đức Phật của chúng ta đang cư ngụ tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Sau khi đi khất thực về, có một số đông tỳ kheo khất thực xong, ăn xong, cùng nhau tụ họp lại ở một hội trường rộng lớn và họ bắt đầu nói về hai ông vua hùng mạnh nhất thời bấy giờ, đó là vua Bimlisara và Pasenadi, hay là chúng ta thường nói là vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc. Theo kinh văn thì các tỳ kheo này nói về việc hai vua ai giàu có hơn, ai có quốc độ lớn hơn, ai có sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn. Nói suốt một buổi chiều mà câu chuyện này nó vẫn chưa chấm dứt. Thế là cũng trong buổi chiều hôm đó, sau giờ thiền tịnh xong, Đức Phật đã đến hội trường và hỏi các tỳ kheo đang bàn luận về cái chuyện gì mà suốt buổi chiều vẫn chưa chấm dứt. Sau khi nghe các tỳ kheo thưa lại đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật mới dạy rằng việc đó nó không có phù hợp với những thiện nam tử đã xuất gia và sống không gia đình. Và Đức Phật đã dạy như thế này: khi hội họp với nhau có hai việc cần làm, đó là đàm luận về chánh pháp hay giữ im lặng như một bậc thánh. Sau đó Đức Phật đã nói một bài kệ, nội dung của bài kệ nói rằng là cái dục lạc của cõi người hay của chư thiên cũng không bằng 1/16 của cái lạc mà của người đã dứt được ái. Kính thưa quý vị, đó là nội dung của bản kinh văn. Thì trước khi đi vào nội dung của bộ thảo luận, Quang Viên xin được mời quý vị học viên đang hiện diện nơi đây có lời chào đến quý khán thính giả. Xin kính chào quý khán thính giả và các học viên. Dạ, Minh Từ xin kính chào quý khán thính giả và quý học viên. Dạ, Lê Đạo xin kính chào quý khán thính giả và các học viên. Quang Viên cũng xin được kính chào quý học viên đang hiện diện nơi đây. Trong phần thảo luận, trước tiên Quang Viên xin được mời chị Bảo Châu, chị hãy giải thích về đoạn kinh văn mà khi các tỳ kheo sau khi khất thực xong, họ ngồi so sánh hai ông vua Tần Bà Sa La và Ba Tư Nặc. Đoạn kinh văn này nói rằng có những vị tỳ kheo sau khi khất thực ăn uống xong thì ngồi tụ họp mà bàn luận so sánh sự hơn thua giữa hai vị vua của hai nước lớn. Thì các vị tỳ kheo này có tâm ý phóng túng, sáu căn không có phòng hộ sáu căn, nên ngồi bàn luận chuyện này suốt cả buổi chiều mà vẫn chưa chấm dứt. Thì hai vị vua này bị đem ra mà so sánh, đó là vua Tần Bà Sa La của vương quốc Ma Kiệt Đà và vua Ba Tư Nặc là cai trị nước Kiều Tát La. Hai vị vua này rất kiêu hùng và cai trị đất nước rất to lớn, mà là còn là những vị Phật tử thuần thành được Thế Tôn dạy giáo pháp và Phật pháp cho và hành trì trị quốc theo chánh pháp của Như Lai. Thì chúng ta trong thực tế thì thường là chúng ta hay so sánh giữa mình và với người khác, hoặc là so sánh người này đối với người khác, cho dù là mình chưa hiểu rõ biết từng con người. Và đây là việc làm rất là được gọi là phí thời gian và
hết sức là ngu si, thì bởi vì bản thân mình chưa hiểu rõ nữa, mà lại làm sao có thể thế nào mà được so sánh giữa người này với người khác. Thì thường kết quả mà của cuộc so sánh thì bàn tán hay đưa đến cái sự tranh cãi và bất hòa với nhau vì không có thuận theo cái ý của mình. Mà Thế Tôn Ngài cấm những người tu hành là không có được bàn tán về chuyện của người khác, vì là không có đem lại cái sự lợi lạc cho việc tu hành hành trì, đem lại cái sự trên con đường giải thì bài học mà người Phật tử chúng ta phải cần nên là phải thúc lục căn của mình, quay lại cái tự tâm mà quán xét, mà suy xét, rồi chớ có bước vào cái chuyện mà bàn tán chuyện của người, vì đó không có đem lại cái nhiều sự lợi lạc cho bản thân. Đức Phật luôn dạy chúng ta rằng là hãy nói đúng với chánh pháp thì nó mới mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân mình và cho người xung quanh. Vâng, rất là cảm ơn chị Bảo Châu. Đúng là như vậy. Ngay cả người Việt Nam của mình cũng có cái câu là trà dư tửu hậu, có nghĩa bóng của nó là nói về những người nhàn rỗi quá, không có chuyện gì làm, sau cái giờ uống trà hay uống rượu là bắt đầu nói chuyện với nhau về đủ mọi đề tài trong cái cuộc sống này, thì nói hết chuyện mình là sẽ nói sang chuyện người mà thôi. Và khi nói nhiều quá, nói lan man quá, sẽ thành nói nhảm, nói sai và nói vu cáo. Cho nên những người mà có lòng tự trọng, có tư cách đạo đức, họ thường tránh né những cái buổi chuyện nói chuyện phím này. Và nếu như họ có phải cần nói, họ vẫn nói những chuyện đúng đắn. Và họ có cần tranh cãi cái gì, họ cũng đều là có những cái sự chứng minh rất là đàng hoàng. Như mới hôm qua, Quang Viên cũng nghe một vài cô ngồi nói chuyện về gian lận trong phòng phiếu gì đó. Cứ nói thôi à, còn ai đã thấy tận mắt hay chưa? Cũng chưa, mà ngồi nói rất là hùng hồn, cứ như là mình tận mắt mình thấy cái người kia đang ngồi xé phiếu người khác hay là phá phiếu người khác, nói những cái lời vu cáo như vậy. Thì theo Đức Phật dạy, những kẻ mà nói sai sự thật thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ rơi xuống cái địa ngục đa tranh, xuống đó thì tha hồ mà tranh cãi với nhau cho nói vui sướng. Quang Viên muốn mời cô Lệ Đạo hãy nói về cái sự tai hại khi so sánh người này với người kia, và chúng ta cần làm gì để mà chấm dứt cái thói quen xấu này. Dạ, điều sai lầm nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta hay so sánh. Ở nhà đó thì cha mẹ so sánh con cái với nhau, đứa này ngoan, đứa kia học giỏi, làm chúng phiền muộn rồi, rồi cha mẹ lại đem con mình so sánh với con người khác nữa, làm cho chúng càng tủi hơn, càng ganh ghét lẫn nhau hơn. Rồi Phật tử ở trong chùa đó thì cũng không có thua gì, so sánh các thầy cô với nhau, thầy này giảng bài dễ hiểu, cô kia giảng bài không hiểu, thầy này giảng buồn ngủ, vân vân, rồi thầy này có oai nghi, thầy khác không có oai nghi. Đó là cái thói xấu của Phật tử chúng ta. Rồi theo lời Phật dạy trong kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ Kinh đó, thì Phật nói rằng trí tuệ của chúng ta chừng nào mà ngang bằng hoặc là hơn thì chúng ta mới có thể so sánh hay phê bình người khác. Do đó, người Phật tử của chúng ta đó đừng nên so sánh mình với người, đừng nên so sánh người này với người kia, vì điều đó không mang lại lợi ích gì hết, mà nó chỉ gây thêm tranh cãi, rồi đố kỵ, rồi phiền não thôi. Và qua đó thì chúng ta thấy là chúng ta phải nên học chánh pháp để tránh xa cái tệ nạn này và thu thúc lục căn của mình để không có chạy theo những cái chuyện mà phiền não như vậy, để chấm dứt cái chuyện so sánh đó. Vâng, cảm ơn cô Lệ Đạo. Nhân nói về cái việc so sánh thì Quang Viên có một đọc một câu chuyện vui như thế này. Ở một cái lớp học, ông thầy giáo mắng học sinh: các em lười học quá, chỉ mỗi cái việc ăn học mà cũng không làm xong, các em có biết không, ông Abraham Lincoln
khi bằng tuổi của các em, ông ta phải đi bộ 7 dặm đến trường rồi 7 dặm về nhà. Vậy mà ông ta học rất là giỏi. Thế rồi ở cuối lớp có một đứa học sinh nó nói lớn rằng: "Nhưng mà thầy ơi, bằng tuổi của thầy thì ông Lincoln đã là tổng thống của nước Mỹ rồi ạ." Thế là ông thầy giáo á khẩu. Thì kính thưa quý vị, thường thì chúng ta hay nhận xét người khác, hay so sánh người khác, mà chúng ta quên mất một điều là quay lại nhìn cái bản thân của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta quay lại nhìn cái bản thân của mình á, thì thấy mình cũng là thiếu trí tuệ, thiếu sót trong tư cách, thiếu sót trong đạo đức, vắng thiếu đủ điều hết. Một khi mà chúng ta thấy ra được điều đó, tự nhiên chúng ta sẽ thấy rất là xấu hổ, và chúng ta sẽ không còn phán xét hay là so sánh người khác nữa. Tức là chúng ta phải có tàm, có quý như lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta mới có sự tu tập được. Quan viên muốn hỏi anh Minh Từ, anh có nhận xét gì về có nhiều cái đám đông ngồi họ hội thảo bàn luận nói về những cái lời lẽ rất là hay, ví dụ như là chấn hưng đạo pháp, cầu tìm tự do chính thể cho dân tộc, rồi cuối cùng cũng chẳng làm gì hết, chỉ về nhà nằm ngủ, thì anh có nhận xét gì và người trí phải làm như thế nào? Những người mà thường nói với lại hành đó thì đi đôi với nhau đấy, thì không có bao nhiêu người hết, tại vì đó là những người mà chúng ta có nghe rằng là nói và nói là một việc mà làm là một việc khác, thì những vị đó mà họ chỉ nói để cho thỏa mãn cái sự hiểu biết hoặc là cái thích thú mà thôi, nhưng mà sự hiểu biết đó thì chỉ là hạn hẹp và chỉ có một chiều, thì điều đó chỉ làm cho cái sự việc mà tán đồng một quan niệm nó chỉ có là đúng ở một lúc, một nơi, hoặc là cho thích hợp cho một nhóm người, chứ không có thể nào mà đúng ở chỗ nơi khác hoặc là lúc khác. Vì vậy cái sự hiểu biết đó chỉ đem lại đến cái sự mà xáo trộn, thì đây là một cái biên kiến. Và khi mà có cái người khi mà có một người khác mà chỉ cho mình cái sai hoặc là cái đi mà chật đường rầy, thì mình lại gân cổ lên để mình cãi, mình chỉ cho biết là cái của mình là đúng mà thôi, thì đây là cái kiến thủ. Thì vì chấp là mình có tiền, có tiếng, có danh, thì mình đây là những cái chấp về ngã, thì cũng chấp cả cái vô minh, không có hiểu về đạo lý nhân quả, cũng không có học gì về đạo đức cả, nhưng mà lại chỉ là bàn luận ở trên đầu ngọn mà thôi, thay vì những cái việc đó cần phải có giải quyết từ nguồn gốc ở gốc rễ. Thì các việc như vậy đó thì chỉ tạo thêm cái sự xung đột vì lợi ích riêng. Việc mà có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho hôm nay và ngày mà cho mai sau đó, thì mới là một cái cách tối thượng nhất. Thì nói về người trí mà để thực hành như thế nào, thì có thể chúng ta nhìn vào những cái hạnh nguyện của các Bồ Tát đã dấn thân vào đời và đạo để mà làm những cái việc lợi ích cho người hơn là cho chính mình, thì chúng ta cũng có thể thực hành được những cái hạnh nguyện Bồ Tát đó. Ví dụ giống như là chúng ta có thể tình nguyện đến chùa hoặc là đến một cái cơ quan thiện nguyện nào đó, nhận lãnh một cái công việc mà làm lấy một cách hoàn hảo trong một ngày, hai ngày hoặc là nhiều ngày, thậm chí có cả năm, thì để mà biết. Và cái thứ và còn nếu mà ở trong trường hợp mình là những người ở điều hành hay quản trị, thì mình hãy đối xử với những cái người thân, những cái người mà làm đó như là người nhà của mình, chứ không phải là người của mình, để mà vì và làm những cái và ứng xử theo những cái cách gì mà lợi nhất cho người. Vâng, rất là cảm ơn Minh Từ. Đúng như anh nói, thì cái loại người mà lời nói đi đôi với việc làm rất là ít, mà phần lớn bởi vì con người ấy, là chỉ ham hưởng ngũ dục, họ chỉ thích nói mà thôi. Họ nói rất là nhiều, nói rất là hay, nói rất là lý tưởng cao siêu, toàn những là lời lẽ là đao to búa lớn. Nhưng rồi thực chất là gì?
họ chỉ chăm chăm hưởng ngũ dục, đâu có ai chịu hy sinh để mà đứng ra làm một cái việc thực tế lợi ích chung cho xã hội, cho con người. Thế cho nên tóm lại á, là đừng bớt nói đi và hãy bắt tay vào hành động thì có lẽ nó tốt hơn nhiều. Thì quan viên muốn mời cô Lệ Đạo hãy giải thích cái đoạn kinh văn sau khi mà Đức Thế Tôn thiền định xong rồi đến hỏi quý tỳ kheo đang bàn cãi nhau về chuyện gì, và qua đó chúng ta rút ra được bài học gì. Kính thưa quý vị, chúng ta biết là sinh hoạt thường ngày của Phật thường á, là sau khi thọ trai xong thì Phật đi kinh hành rồi ngồi thiền hành, thì trong thiền định đó là lúc mà quán chiếu lại nội tâm của mình, từ đó mới đạt được giác ngộ giải thoát. Thế mà từ sau khi ăn xong cho đến buổi chiều, các vị tỳ kheo vẫn chưa chấm dứt câu chuyện bàn luận về hai vị vua đó. Cho đến Đức Phật đến nơi và Đức Phật đã quở trách là: nếu quý thầy hội họp thì chỉ có hai việc cần làm thôi, đó là đàm luận chánh pháp hoặc là giữ sự im lặng của bậc thánh. Đức Thế Tôn là một bậc chánh đẳng giác, Ngài là một bậc nhất thiết trí minh hạnh đầy đủ mà vẫn không bỏ thời khóa công phu. Còn chúng ta phải hỏi lại mình xem chúng ta đang chìm ở trong sanh tử luân hồi, chúng ta đang bị thiêu đốt bởi lửa tam giới. Tại sao chúng ta không ráng tu tập, không giữ cho thân tâm của mình thúc liễm lại? Có nhiều người khi đến chùa là môi trường để chúng ta tu học, mà khi bước vào chánh điện là cái nơi trang nghiêm mà vẫn nói chuyện ồn ào. Hình như là họ không biết là mình đang ở đâu nữa, mọi người cứ tranh cãi ồn ào lên như vậy. Rồi nếu mà không tranh cãi như vậy đó, có nhiều người im lặng nhưng mà trong tâm thì làm gì? Tâm mình có theo dõi hơi thở, có theo dõi tư tưởng của mình không? Hay là tâm mình chạy theo những chuyện mà thế gian tạp sự, chuyện gia đình, chuyện chồng con, rồi chuyện ngoài đường, không có một giây nào mà trong tâm của chúng ta dừng nghĩ và tưởng. Trong kinh Thánh Cầu thuộc Trung Bộ Kinh, Phật có dạy muốn đàm luận chánh pháp thì chúng ta phải học giáo pháp. Từ cái học đó thì chúng ta suy nghĩ, thảo luận với nhau để hiểu rõ ý của bài pháp đó. Còn im lặng như bậc thánh thì là chuyên tâm tu tập, chuyên tâm hành trì theo cái pháp môn mà mình đã học, giống như là hành thiền chẳng hạn, hay là chúng ta ngồi yên lặng quán chiếu hơi thở để cột lại cái tâm của mình, không cho nó nhảy lung tung ở bên trong. Thì Lệ Đạo thiết nghĩ đây là một điều mà chúng ta cần phải để ý và học hỏi. Còn im lặng như chánh pháp là sự im lặng ở bên trong, một sự tĩnh lặng của nội tâm, không còn chút vọng động nào ở bên trong thân tâm, trong tâm của mình hết. Qua đây thì chúng ta thấy rằng chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải học giáo pháp. Qua đó chúng ta mới biết kiểm soát được sáu căn của mình, không để chạy theo sáu trần mà gây những não loạn ở trong tâm chúng ta. Vâng, cảm ơn cô Lệ Đạo đã giải thích thật là hay cái đoạn kinh văn này. Thì thưa quý vị, đúng là như vậy. Có những người Phật tử vào trong chùa cứ ngồi nói chuyện thế gian tạp sự, rồi họ cũng không có thực tâm với lại chính họ. Gặp thì cứ hở một chút là mô Phật, A Di Đà Phật, chào Bồ Tát. Những lời lẽ toàn là trên cái đầu môi chót lưỡi thôi, chứ thật sự nhìn họ là biết chắc chắn rằng họ chẳng hề nghĩ gì đến Phật, chả hề nghĩ gì đến Bồ Tát. Mà ngay cả cái người mà họ đang gọi là Bồ Tát đấy, trong đầu của họ cũng đang nghĩ rằng cái bà này bà hung dữ quá chứ Bồ Tát cái gì. Cho nên không, mình là người học Phật thì không có nên xảo trá với bản thân của mình như vậy, nó không có nên. Rồi còn có những người thì rất là hay chỉ trích người khác. Hãy nhìn vào những ngôi chùa mà xem có được mấy ai thực sự đến làm công quả, mà đám đông thì lại cứ hay ngồi nhìn chăm chăm vào những người đó mà phán xét, mà họ quên một điều rằng những người đang làm chuyện chùa, chuyện chung đó, họ có khiếm khuyết dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái khuyết điểm của họ nó chỉ như một cái đốm đen rất là nhỏ ở trên một tờ giấy trắng, và tờ giấy trắng đó cũng rất là hữu dụng. Chẳng khác, nhưng còn những cái người mà đang ngồi bình phẩm đánh giá kia, họ giống như một cái tờ giấy đen thui,
chẳng có dùng được vào cái việc gì cả. Ngay cả trong cái câu kinh Pháp Cú số 252, Đức Phật cũng có dạy như thế này: lỗi người ta phân tìm như sàng trấu trong gạo, lỗi của mình thì giấu như kẻ gian giấu bài. Thì chúng ta cố gắng đừng có giữ cái tâm xảo trá này, nó không tốt cho cái việc tu học của chúng ta. Quan viên muốn nhờ anh Minh Tù từ họ giải thích dùm cái câu tu tại tâm. Nhiều người cứ nói như vậy nhưng mà thực chất họ có biết tu là gì và tâm là gì hay không? Trong kinh Pháp Cú đó thì có hướng dẫn chúng ta là tâm dẫn đầu các pháp, thì nếu mà tâm như thế nào thì quả sẽ như thế đó. Nếu mà nói là tu tại tâm thì nếu mà tâm nhiễm ô đó thì đây là cũng là dẫn đường cho cái quả phiền não kết trái. Vậy thì muốn có cái tâm thanh tịnh đó thì chúng ta cũng phải bỏ cái của ta và diệt trừ cái tham sân si, thì chúng ta mới có thể là nói. Còn diễn tiến về các cái xa lìa hành động vô minh này đó, thì đây là một cái hành trình phải cắt bỏ cái ái và dục để mà diệt trừ tham dục. Hầu hết đó, chúng ta chỉ làm theo cái tâm xúi dục, chứ chúng ta chưa thấy cái tâm thì không thể nào nói suông là tu tại tâm cho được. Chúng sinh đến nơi đây đó là mang theo cái nghiệp từ quá khứ và cả cái nghiệp của đời này. Vậy thì hiểu đạo đó thì chỉ mới là cái đốm sáng mà thôi. Cho nên là còn cái việc mà phải tu đạo thì mới ra khỏi bóng tối, tu tinh tấn không buông lung mới đoạn trừ cái phiền não, mới kết thúc được cái lậu hoặc. Vậy thì ví như là tấm vải sạch đó thì nhuộm nó sẽ mới đẹp, còn nếu mà tấm vải dơ đó thì nhuộm nó sẽ hoang ố. Vậy thì muốn diệt trừ cái tâm, muốn diệt trừ cái thân ô trược hoặc là cái tâm phiền não đó thì chúng ta cũng phải trước nhất là phải hàng phục cái vọng tâm, rồi mới an trụ được cho vào cái chân tâm. Vậy thì cái tâm chúng ta còn tham lam sân si đầy dẫy với lại những cái hư tật nguy não hại cuốn xiểm vân vân mà chưa có biết thanh lọc thì vẫn mãi mãi quanh quẩn ở trong vòng của lục đạo, thì như là người đi lạc đường mà không có thấy lối ra. Vậy thì đã không biết thân là sắc mà tâm là danh, thì cái mà suy nghĩ là tu tại tâm là cái nghĩ sai từ vọng tâm. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh Từ giải thích thật là hay cái ý nghĩa của tu tại tâm. Thì phần lớn con người lười biếng giải đãi mà cứ thích có người khác kính trọng. Rồi có những người lười biếng tu tập mà vẫn cứ mong chứng đắc hoặc mong vãng sanh. Rồi buổng xỉn keo kiết mà lại cứ muốn cho người khác phải ban cho mình phước lành, thì cái đó nó không bao giờ có được đâu thưa quý vị. Cho nên mà những người này lại hay dùng cái từ là tu tại tâm để họ tự lừa dối cái bản thân của họ. Tại đâu có ai thấy cái tâm họ như thế nào đâu mà nói, ngay cả bản thân họ còn chưa thấy thì làm sao ai thấy được, có phải không ạ? Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta phải nên nhớ cái trực tâm là đạo tràng. Chúng ta cần phải thành thật với bản thân của chúng ta thì chúng ta mới tu được, và lúc đó chúng ta mới ra được khỏi cái luân hồi sinh tử. Thì nhân đây quan viên muốn hỏi chị Bảo Châu, tại sao Phật hay nói là cái tâm con người như vượng truyền cành? Vâng, Bảo Châu hiểu như thế này, tâm con người như vượng truyền cành là vì tâm chúng ta luôn lăng xăng vọng tưởng, không có ngừng nghỉ, do vì chúng ta thường có những cái căn bản phiền não như là tham sân si mạn nghi ác kiến, thì nó khởi lên là làm chi phối nội tâm của mình. Khi mà tâm nó tác động với ngoại cảnh thì nó tạo ra cái tâm lăng xăng như vậy. Vậy nếu cái tâm nó lăng xăng như vậy thì ta tu pháp gì để có được cái định? Vâng, thì chúng ta phải tu pháp tứ niệm xứ. Đây là những cái pháp đối trị cái tâm lăng xăng đó. Thì đây bốn pháp quán về cái sự tỉnh giác thân tâm mà Thế Tôn đã dạy, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, thì giúp cho chúng ta có chánh. Vâng, rất là cảm ơn chị Bảo Châu. Nhân đây quan viên muốn nhờ anh Minh Từ hay giải thích về các câu kệ mà Đức Phật đã dạy về sự an lạc sau khi đã trừ diệt được ái dục. Dạ, bốn câu kệ là: dục lạc chỉ ở đời, kể cả thân lạc này không bằng phần người xấu, lạc
do ái đoạn diệt thì chúng ta thấy rằng ở đời có cái ngũ dục là tha gồm có là tài sắc danh thực thụy, thì đây là các món mà tạo cho mình sự thích thú an tâm ở trong cảm giác ở trong đoạn kỳ mà thôi. Thì thiên lạc đó là những cái vui thưởng hạnh phúc ở cõi trời, tuy rằng là có chỉ cần là nghĩ tưởng đến thôi thì cũng được tận hưởng cái hạnh phúc này. Thì tuy rằng những cái này nó có được những cái hạnh phúc này nó có gấp ngàn lần những cái hạnh phúc mà ở cõi dục, nhưng mà sau khi hết phước báo đó thì cũng trở lại vòng quanh ở trong cái tam giới, thì không thể sánh ví bằng với cái an lạc khi mà kết thúc tham ái dục lạc nơi cõi thế gian, đạt quả vô dư niết bàn. Thì chúng sanh đó được thỏa mãn hạnh phúc là do chấp vào cái ngã sở, khi có thì vui thích, mất thì sẽ thấy phiền não vì xảy ra trái với ý của ta. Vậy thì còn ta thì còn ích kỷ, còn của ta đó thì còn sở chi chướng và còn phiền não chướng. Thì vẫn còn ta thì vẫn còn ái dục để hưởng thụ, để đi tìm, để thèm khát cái món ăn ngon mặc đẹp, để đi tìm người thương và được thương, để được có danh thơm tiếng tốt, đó là tạo nghiệp để tiếp tục luân hồi sinh tử. Vậy thì muốn thoát ra khỏi được cái vòng sinh tử luân hồi thì để có được an lạc và viên mãn thì phải ngược dòng tử sinh, đoạn diệt các cái tham ái, diệt trừ bỏ cái ta để trở về nơi chân tâm. Thì chính như Đức Phật đã cho biết cái sự giải thoát của Ngài khi mà chiến thắng ái dục trong câu kinh 154 của bài Pháp Cú là: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột kia bị tan, tâm ta đạt tình diệt, tham ái thảy tiêu vong. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh Từ đã giải thích về các câu kệ mà Đức Phật dạy. Cái sự an lạc của con người và cõi thiên có cộng lại cũng không bằng được 1/16 của cái lạc mà khi chúng ta đã cắt đứt được ái dục. Thì ngay bây giờ chúng ta cũng thấy con người càng ngày cứ càng ham muốn chạy theo cái thú vui xác thịt, nó rất là thấp hèn. Cũng chính vì vậy cho nên mới có ra những cái công ty quảng cáo rất là nhiều về những cái dược phẩm mà tăng cường sinh lý. Nó chỉ làm cho con người càng ngày càng đọa lạc trong cái ái dục mà thôi. Mà nếu chỉ sống biết có ái dục thì thử hỏi cái kiếp người và kiếp những con vật khác nó có gì là khác nhau. Chúng ta cũng thấy rằng có ai mà hưởng được ngũ dục một cách tối đa như Thái tử Tất Đạt Đa hay chưa? Bản thân của Ngài là một thanh niên cường tráng, đẹp trai, dòng dõi cao quý, được cung phụng đầy đủ, được vua cha cho cung điện bốn mùa, rồi có vợ đẹp, có hầu sinh. Vậy mà Ngài vẫn thấy được cái dơ bẩn ở trong thân xác con người, thấy được cái dơ bẩn của dục vọng, và Ngài quyết tâm dứt áo ra đi để tìm cái đạo giải thoát. Chúng ta là con Phật thì cũng phải nên cố gắng học cái hạnh này, biết quán về tứ niệm xứ như là chị Bảo Châu mới vừa nói, thì chúng ta từ từ cũng sẽ bước ra khỏi cái dục vọng đó. Thì Quang Viên muốn hỏi các vị như thế này, khi mà Phật tử làm theo lời của Phật dạy, hãy ngồi với nhau là phải nói với nhau về chánh pháp, hoặc im lặng thì phải im lặng như bậc hiền thánh. Cụ thể là chúng ta phải làm như thế nào? Quang Viên muốn mời chị Bảo Châu trả lời trước. Vâng, thì Bảo Châu suy nghĩ rằng là chúng ta bàn luận chánh pháp nghĩa là chúng ta thảo luận những lời Phật dạy từ trong kinh, luật và luận. Mỗi khi mà chúng ta nói lên những lời Phật dạy là chúng ta đang huân tập những cái thiện nghiệp vào trong tàng thức của mình. Và khi mà chúng ta hiểu rõ biết việc gì hoặc chưa thấy đúng thì chúng ta chưa có lên tiếng được, thì chúng ta nên im lặng và giữ thân tâm cho được thanh tịnh, thì chớ có tham gia vào những cái chuyện mà thị phi, thì chúng ta sẽ càng đi xa với đạo của bậc thánh. Vâng, cảm ơn chị Bảo Châu. Ý chị Bảo Châu nói chánh pháp là nói kinh luật luận mà Phật dạy, và im, nếu không biết gì thì thôi ngồi im. Nhưng như vậy cái im của chị Bảo Châu không phải là cái im của bậc hiền thánh, mà là tại không biết gì cho nên mới im. Cái đó thì nếu mà nói về cái loại những cái người phàm phu như chúng ta thì cũng đã là giỏi lắm rồi. Nếu không biết thì nên im lặng vẫn khá hơn là những kẻ không biết gì
mà vẫn cứ nói, vẫn cứ dạy khôn người khác. Khi mà chúng ta im lặng tự, chúng ta sẽ có cái thanh tịnh trong nội tâm, chúng ta sẽ quan sát được nội tâm của mình, từ đó chúng ta mới hiểu ra, rồi chúng ta học hỏi cái lẽ hay, lẽ phải. Vậy thì theo anh cô Lệ Đạo, nói chánh pháp và im lặng như bậc thánh là như thế nào? Lệ Đạo cũng đồng ý với Bảo Châu là nói chánh pháp, tức là chúng ta bàn luận về những cái giáo lý mà chúng ta đã học. Đồng thời đó, chúng ta phải thấy là khi mà mình nói chánh pháp á, thì chúng ta đã dùng lời nói để trừ bớt những cái nghiệp ác do lời nói sinh ra. Rồi chúng ta khi mà nói chánh pháp á, thì không nên nói sáo ngữ. Khi mình khen ai đó thì mình khen đúng cái mà họ có, tức là ở trong họ có cái đáng khen và cái điều đó đáng cho ta học hỏi, thì đó cũng là một cái mà nói chánh pháp. Rồi chúng ta không có nói chuyện thị phi, không phải nói chuyện để mà mình mua vui. Rồi khi mà im lặng á, thì có nghĩa là trong tâm của chúng ta nó phải chuyên chú vào một cái chuyên đề nào đó mà chúng ta đã được học. Như là chúng ta quán niệm hơi thở, hoặc là chúng ta suy nghĩ về một cái câu kinh nào đó, thì đó là cái im lặng, như chứ không phải cái kiểu mà im lặng là không nói. Không nói không có nghĩa là không nói, tức là cái ngoài miệng thì chúng ta không nói, nhưng mà trong đầu của chúng ta thì nói lung tung hết, thì đó không phải là im lặng như chánh pháp. Theo Lệ Đạo nghĩ như vậy. Vâng, cảm ơn cô Lệ Đạo. Theo cô Lệ Đạo thì chánh pháp là nên nói kinh luật luận như chị Bảo Châu. Thì quan viên nghĩ ra một cái cách rất là đơn giản như thế này. Ngoài trừ đó, khi nói như chánh pháp thì mở miệng nói những lời nói đó nó phù hợp với lẽ phải, nó mang lại lợi ích cho mình, cho người, cho đời này và đời sau. Nó không có chống trái lẫn nhau. Đó là nói về nói trong chánh pháp. Còn theo lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng dạy như thế này: nếu quý vị có thể không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối, thì đó chính là chánh pháp đang trụ thế. Còn cái loại im lặng như cô Lệ Đạo nói, là ngồi suy nghĩ một cái đề tài, thì cái đó rất là hay, cũng chỉ, nhưng mà đó cũng mới là quán tưởng thôi, chứ chưa phải là im lặng của bậc thánh. Vậy thì theo ý anh Minh Từ như thế nào? Dạ vâng, thì khi mà là người học Phật Pháp thì mỗi khi chúng ta gặp nhau đó thì chúng ta cũng nên nói chuyện với nhau về cái sự hiểu biết của chánh pháp, và cũng nên khuyến khích nhau thực hành tu tập các pháp đó. Thì nói chánh pháp đó là hiểu biết về nguồn tâm như được gặp Phật vậy. Thì nếu mà chúng ta thay vì chỉ lễ lạy hình tượng Phật mà thôi thì không có ý nghĩa gì. Phật dạy nói lời chánh pháp đó là chính là đã được gặp Ngài. Vì vậy thường nói chánh pháp đó là phải biết về vô thường, khổ, vô ngã. Thì những cái thực hành này mới khiến cho cái người học tu có dịp hành trì chánh ngữ, không gieo rắc thị phi, không có đem cái phiền não gieo rắc cho mình rồi gieo rắc cho người. Thì khi đó thì chính mình và người xung quanh sẽ thấy được cái sự an lạc. Còn im lặng ở trong chánh niệm đó là một cái pháp mà vô ngôn tịch tỉnh của những cái người biết hướng về cái an vui giải thoát. Còn do đó mà chúng ta thấy thảo luận Phật Pháp đó là một hàng tuần đó đem đến cái lợi ích vô cùng thiết thực cho người Phật tử tại gia. Vì đây đó là một phương thức học có tính chất chủ động, cùng bạn học thiện tri chức học hỏi những cái điều mà giáo pháp, rồi mình cùng đem ra trao đổi, chia sẻ với nhau. Tuy rằng đây là chỉ là một cái nhóm nhỏ, nhưng mà cũng là vô cùng lợi lạc, hơn là chúng ta họp bàn với nhau những cái chuyện vô bổ. Thường thì chỉ đem đến cái thị phi, rồi gieo rắc oán thù, gây thêm sự hận thù mà thôi. Thì thì thảo luận đó là một cái phương thức giáo dục của nếp sống văn minh, không có thụ động như là các cách học từ chương. Đây cũng là một môi trường để cho người học Phật có điều kiện để hành trì cái
các cái pháp như chánh ngữ, chánh tinh tấn trong một cái lối suy nghĩ, chánh tư duy từ cái nơi, từ cái sự hiểu và thấy được ở trong chánh, trong chánh kiến, thì đuốc trí tuệ đó thì đã được các thầy truyền trao cho chúng ta rồi, mà chúng ta không biết cầm lấy đứng lên mà soi đường tự đi, thì như vậy chúng ta đâu phải gọi là con của Như Lai được. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh Từ. Đúng là như vậy. Khi chúng ta ngồi bàn luận, thảo luận với nhau về Phật Pháp, về kinh điển của Đức Phật dạy thì nó thật là tốt, tốt hơn rất là nhiều. Nó làm tăng trưởng trí tuệ của chúng ta và nó làm tăng được cái sự an lạc trong tâm hồn của chúng ta. Còn cái sự im lặng diệu kỳ, hay còn nói cách khác là cái vô ngôn trong Phật giáo mà Đức Phật dạy là im lặng như các bậc thánh đó, thì đó là một cái hiểu biết bao trùm hết ba cõi, nhưng mà không nói ra. Nhưng cái sự im lặng đó có thể đánh thức được cái sự giác ngộ của người khác. Đó chính là sự im lặng của bậc thánh. Quang Vi xin được đọc cái câu của Ngài Cư Ma La Thập đã viết như thế này: các bậc thánh nói về im lặng tuy khác nhau, nhưng minh tông là một, điểm hội tụ là duy nhất, nhưng dấu đi đến có tinh có thô, nói ở nơi cái không nói, tức chưa bằng cái không nói nơi cái nói. Cho nên luận bằng sự im lặng là chỗ vi diệu của luận vậy, tức là im lặng mà có thể làm giải thoát được người khác, chứ không phải im lặng là vì không biết mà im, đó cũng là tốt rồi. Vâng, quan viên rất là cảm ơn quý vị đã tìm hiểu và cho ra những cái lời thảo luận và những cái nhận xét rất là hay, rất là hữu ích cho tất cả chúng ta. Quan viên qua những lời thảo luận của quý vị cũng rút ra được một số điểm chính như thế này: Phật tử chúng ta nên bỏ cái tật nói chuyện phím, nói lời sáo ngữ rỗng tuếch mà nó không mang lại cái lợi lạc gì hết. Mà có như vậy thì chúng ta mới giữ được tâm ý của chúng ta không có bị vọng động và giữ được cái sự thanh tịnh trong tâm hồn. Một khi mà chúng ta nói thì lời nói phải phù hợp với chánh pháp, mang lại đầy đủ lợi ích cho mình, cho người, cho hiện tại và cho mai sau. Không có nên nói những cái lời não hại người khác, không có đúng với lại sự thật. Và nếu mà một cái người có tư cách, có đạo đức thì lời nói phải luôn luôn đi đôi với việc làm. Và Đức Phật phải luôn luôn nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta nên nói chánh pháp, và nếu không nói thì im lặng như một bậc thánh. Rất là cảm ơn quý vị, quý khán thính giả đã lắng nghe chương trình trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Quang Viên xin được phép thay mặt quý vị có lời chào đến quý khán thính giả và quý học viên hai lớp. Quý vị có muốn có những lời tham gia góp ý, xin quý vị hãy email về thảoluanphatpap@gmail.com. Bây giờ Quang Viên xin được kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình lần tới. Đắm say dòng tham ái là căn nguyên sinh tử luân hồi, muốn lên bờ tịch xứ ba chánh đạo đi